Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Động vật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một loài động vật có tên là thỏ. Nếu ở Việt Nam thì người dân ta sẽ có những mô hình nuôi thỏ để cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về nước Úc. Ở đất nước này, thỏ là một thảm họa của đất nước. Để tìm hiểu câu chuyện đó, chúng ta quay trở về quá khứ năm 1859. Khi đó nước Úc vẫn chỉ là xứ sở còn hoang sơ, chưa có một con thỏ nào luôn. Thì Thomas Austin, một người Anh di cư tới Úc đã quyết định mang đến 24 con thỏ, thả vào thiên nhiên, mục đích ở đây là săn cho vui và làm phong phú hệ sinh thái của Úc. Như nói ở trên, mục đích để săn cho vui thôi, chứ họ có thích ăn thịt nhiều như các nước khác, cộng với việc tại Úc không có nhiều loài động vật ăn thịt. Thế nên loài gặm nhấm này sống và phát triển cực kỳ thuận lợi, giống như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa vậy, nên dẫn đến vấn đề bùng nổ dân số thỏ là điều tất nhiên. Chúng không lao động, không trốn chạy, chỉ việc ăn và chỉ đẻ thôi. Cuối cùng nước Úc là thiên đường thỏ. Và chỉ sau 70 năm ở Úc đã có tới 10 tỷ con thỏ. Trong khi đó dân số hiện tại của nước Úc tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc thì chỉ có 25.835.234 người thôi. Hiện nay Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, thì cũng chỉ là 1.444.930.423 người thôi. Nếu bạn lấy dân số thỏ chia cho dân số Trung Quốc thì nó gấp mấy lần chỉ, cũng khoảng gần 7 lần đó. Hiện giờ nó là vấn đề đau đầu của Úc, bởi vì chúng rất thích rau củ nên chúng vào vườn, vào đồng, vào ruộng của nông dân, thi nhau tàn phá, ăn no rồi lại tiếp tục đẻ nữa chứ. Chúng có thể ăn rất nhiều loài cây, sinh sản nhanh chóng trong khi không có nhiều loài thú ăn thịt tiêu diệt chúng. Hàng tỷ con thỏ này phá tan những đồng cỏ và cạnh tranh với loài động vật bản địa. Chúng đào hang, chiếm chỗ nhiều loài động vật khác. Chính vì chúng cũng đào hang rất nhiều nên gây ra xói mòn đất. Các bạn cùng theo dõi tiếp để xem nước Úc có những giải pháp gì để kiềm hãm sự phát triển của thỏ. Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi năm Úc lại mất đến 100 triệu đô la Mỹ để đối phó với loài thú gặm nhấm mang vẻ ngoài đáng yêu này. Giải pháp thứ nhất, hàng rào thỏ. Chính phủ Australia phải xây một hàng rào dài 1.834 km vào đầu những năm 1900 để ngăn loài ăn cỏ này không phát triển sang khu vực khác. Tuy nhiên, bức tường đó chưa đủ để ngăn thỏ tìm địa bàn cư trú mới, nên nó cứ được nới thêm ra, đến nay đã dài 3.218 km. Sau một thời gian dài chiến đấu, cuối cùng số lượng thỏ vẫn tăng lên, đến nỗi mà người dân nghĩ đến các biện pháp tiêu diệt chúng bằng cách dùng thuốc độc, bắn hoặc cho thỏ lây nhiễm các bệnh gây chết luôn. Nhưng họ gặp phải sự phản đối quyết liệt của những người bảo vệ động vật. Giải pháp thứ hai, virus diệt thỏ. Hiện nay, Australia diệt thỏ bằng virus, không phải làm thỏ chết mà là tạo ra một loại virus chuyển gen khiến thỏ cái bị vô sinh. Phương pháp này có vẻ hay nè. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp của Khối Thịnh Vượng Chung, viết tắt là CSIRO, đã nghiên cứu ra virus Misoma này. Thỏ cái khi bị nhiễm virus này sẽ tạo ra chất kháng sinh chống lại chính trứng của mình, hủy hoại chúng và chặn đứng quá trình thụ thai. Kết quả thí nghiệm mới nhất cho thấy, virus chuyển gen đã làm vô sinh 8 trên 11 con thỏ bị nhiễm, còn 3 con không bị vô sinh kia tuy vẫn sinh sản được nhưng chỉ cho ra một phôi duy nhất. Virus Misoma rất dễ lây lan nhưng không gây chết. Phương pháp này có vẻ hay nè. Hầu hết những con thỏ bị nhiễm đều không có biểu hiện gì. Nó có bị sốt trong vài ngày. Nếu virus có thể làm vô sinh 70-80% số thỏ cái hoang dã thì mật độ dân số của loài này sẽ giảm xuống mức tương đương với ở châu Âu và trở thành loài gây hại không đáng kể. Lại không có khả năng lây lan sang các loài khác. Ôi tuyệt vời, ông mặt trời rồi. Việc phát hành đã rất thành công vì ước tính 9.099% dân số thỏ ở Úc đã bị xóa sổ. Vậy tại sao đến giờ vẫn không giải quyết được vấn đề với này? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé! Thật không may, vì muỗi và bọ chết là loài chủ yếu lây lan bệnh này cho thỏ, lại không sinh sống ở những khu vực khô cằn nên nhiều loài thỏ sống trong lục địa không bị ảnh hưởng. Một số nhỏ cũng phát triển khả năng miễn dịch di truyền tự nhiên đối với virus này và chúng tiếp tục sinh sản. Ngày nay, chỉ có khoảng 40% thỏ vẫn còn dễ mắc bệnh này. Năm 1995, để chống lại sự giảm hiệu quả của Misoma,
ruồi mang mầm bệnh xuất huyết thỏ viết tắt là RHD, không giống như Miser mà RHD có thể xâm nhập vào các khu vực khô cằn. Căn bệnh này đã giúp giảm 90% quần thể thỏ ở những vùng khô cằn. Tuy nhiên, giống như Miser mà RHD vẫn bị giới hạn bởi địa lý. Vì vật chủ của nó là ruồi, nên bệnh này ảnh hưởng rất ít đến các vùng mát hơn, nơi ruồi ít phổ biến hơn. Hơn nữa, thỏ cũng đang bắt đầu phát triển đề kháng với bệnh này. Nhưng dù sao cũng giảm rất nhiều rồi. Ngày nay, nhiều nông dân vẫn sử dụng các biện pháp thông thường để tiêu diệt thỏ khỏi đất của họ. Mặc dù dân số thỏ chỉ bằng một phần nhỏ so với đầu những năm 1920, nhưng nó vẫn tiếp tục tạo gánh nặng cho các hệ thống sinh thái và nông nghiệp của nước Úc. Nếu chúng mình sống ở Úc thì DC nhậu các món thỏ đã luôn, nào là thỏ xào lăn, thịt thỏ nướng mù tạt, thịt thỏ giả cầy, thịt thỏ roti, thịt thỏ nướng chấm muối tiêu chanh. Còn các bạn có giải pháp nào hay hơn thì comment bên dưới nhé. Các bạn thấy hay thì nhớ subscribe và nhấn cái chuông để theo dõi clip mới nhất nhé.